Làng nghệ thuật Việt Nam đã mất đi không ít những tài năng vì căn bệnh ung thư phổi. Trước nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình có thể kể đến diễn viên Văn Hiệp, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, trong khi ca sĩ diễn viên Minh Thuận thì cũng đang nguy kịch vì căn bệnh này. Và thực tế tại Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Có kiến thức về các triệu chứng biểu hiện của ung thư phổi ở giai đoạn đầu thì sẽ giúp chúng ta kịp thời phát hiện ra bệnh, từ đó có những phương pháp điều trị thích hợp và hiệu quả nhất. phổi thường ít được phát hiện ở giai đoạn sớm bởi có đến 40% bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh khi bệnh đã phát triển và khoảng 1 phần 3 các trường hợp đó, ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3. Bởi ung thư trong nhu mô phổi không gây đau đớn, thế nên thường khi bệnh diễn tiến xa mới có triệu chứng rõ ràng. Các triệu chứng thường gặp của ung thư phổi là ho, chiếm khoảng 70% các trường hợp khó thở, ho ra máu, viêm phổi tái diễn, đau ngực. Ngoài ra, có thể kèm theo triệu chứng, khan tiếng do khối bướu xâm lấn trực tiếp hay do các hạch bạch huyết ở trung thất bị dây căn và làm liệt dây thành âm. Sụt cân cũng là một dấu hiệu thường thấy, nhưng nó thường kết hợp với các triệu chứng khác, triệu chứng đặc hiệu riêng cho ung thư phổi. Những dấu hiệu tiền ung thư rõ rệt gặp ở khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi. Tổng trạng bệnh nhân suy giảm, bệnh lý xương khớp phi đại, do phổi, có lẽ thiếu oxy mạng tính, biểu hiện bởi hiện tượng ngón tay rùi trống. Các hội chứng khác gồm có rối loạn đông máu, các biểu hiện của da, thần kinh, nội tiết, thận và hệ cơ.